hàng về, hàng về, hàng về, hàng về. Hàng về rồi. Hàng về rồi. Hugo rồi. Trời ơi. Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Hai lưỡi nó dính ở trong vô kỳ luôn. Gỡ mình nó chút xíu à. Nó mà nó nặng ký. Rồi nữa bạn ơi. Bạn ơi, nữa rồi bạn ơi. Con nữa rồi. Con này to hơn nữa nè. Hai con bạn ơi. Con này to bạn ơi. Hôm nay mình ra hồ Gia Uy câu cá nha các bạn. Thì cũng rất lâu rồi mình chưa ra ngoài cái hồ Gia Uy này để mình câu cá, để làm clip cho mọi người xem. Thì ngày hôm nay mình ra ngoài cái hồ này mình đi câu cá, mình làm clip cho mọi người xem nha các bạn. Nhưng mà ngày hôm nay mình đi câu cá thì trời mưa rất là to luôn và gió rất là lớn luôn. Không biết tình trạng ngày hôm nay như thế nào. Lần trước thì mình câu ở ngoài hồ Núi Le thì gặp lục bình, gặp gió lớn, sóng lớn, lục bình nó trôi tấp, mất bảy câu. Còn ra ngoài hồ Gia Uy này gặp mưa gió. Nãy giờ mình chỉ biết ôm mỗi cây dù thôi nè. Gió lớn lắm các bạn à, gió thổi muốn bay cái dù luôn, mình trắng mà giữ lại không thôi là bay mất tiêu luôn á. Nói chung lại là thời gian gấp quá mà không có kịp làm mồi. Mồi thì mình cũng trộm xe sủi rồi cắm chim đêm một thì thôi, trứng vịt thì thôi, câu thôi. Không biết kết quả như thế nào nha. Thì hồi nãy mình có bơi dưới mấy cái chỗ đất dưới đây nè, mình kiếm được mới trùng hổ á các bạn. Mình thì không có mồi á, móc vô mình câu. Hy vọng xíu nữa có một vài con cá nó ăn nên quay cho mọi người xem. Mà chỗ này gốc cây đồ nhiều lắm các bạn à. Hồi nãy giờ mình đứt cũng mấy chùm rồi, bây giờ lại mình còn câu có hai cần có mấy thôi. Hy vọng ra đây chiều để có cá để quay cho mọi người xem. Đây nè, đây là cái chỗ của mình ngủ đây nè. Đó, mình đã có bơi mấy cái chỗ này nè, ta kiếm được mà ít trùng hổ đó các bạn. Mưa ướt nhẹp luôn các bạn ơi. Đây nè, mình đã kiếm được một ít trùng hổ ở trong cái hũ này nè. Đó nè, đó được vài con á. Tí nữa cái nước nó ngập lên, nó tràn lên, nó bò lên đất cái này nè. Nó bươi sơ sơ chỗ này ra là có trùng móc vào lưỡi câu, nó ta câu con lăn xê. Hy vọng vài con cá trôi hoặc cá chép gì đó, ăn cua phi gì đó to hay cá chê gì đó nó ăn. Mình quay cho mọi người xem. Tại vì hiện tại bây giờ cá ngoài hồ tự nhiên nó không còn nhiều nữa nè. Sóng rất là lớn luôn bạn. Hồi tối mình giận thì nó còn ở trên bờ, bây giờ nước nó dâng lên cao lên rồi á, nó ngập luôn cái bánh xe mình luôn rồi. Đó. Ngoài trời đang mưa rồi. Mình còn có hai cần thôi, một cần bị dính gốc á, mình là không có thay luôn. Tại vì chỗ này cây nhiều lắm các bạn nè. Hai cần đó móc vô đó là được ba con trùng rồi. Hy vọng xíu nữa cái ăn quay mọi người xem, ngoài trời lặn mưa rất là to luôn nè. Thời tiết này rất xấu luôn. Sáng sớm mà 5 giờ rưỡi là trời bắt đầu nó mưa rồi. Không biết ngày hôm nay kết quả như thế nào các bạn nha. Đó, hy vọng hôm nay có cái quay mọi người xem. Đây nè, nãy mình ôm cái dù này muốn chết luôn. Ở cái chỗ này mình căng cái bạc nhiều quá, nó bị gãy một bên dù rồi nè. Một bên này nè. Kệ, còn che được thì cứ che thôi. Đó, ướt nhẹp hết luôn rồi các bạn nha. Đây con mồi thì mình tủ mồi lại đây. Mồi còn có bao nhiêu mồi đây nè. Đó, đã hết rồi đó. Không còn nữa đâu. Con này còn ít cắm chim với ít đi một nữa thôi à. Ok nha các bạn. Thì hiện tại giờ trời cũng ăn mưa. Thì bây giờ mình bắt đầu mình ngồi mình chờ đợi xíu nữa cá nó có ăn thì mình quay lại cho mọi người xem tiếp nha. Các bạn ơi. Hàng về, hàng về, hàng về, hàng về. Hàng về rồi. Hàng về rồi. Hugo rồi. Hugo bạn ơi. Nó chạy qua cái cây cột kia, nó vướng. Mình phải qua bên này. Hugo rồi. Hugo các bạn ơi. Chờ đợi, chờ đợi. Hugo rồi.
Ugo rồi bạn ơi. Con này cũng khủng á, con trọng á, 20 kg á. Ugo bạn ơi, đợi chờ là hạnh phúc. Đợi chờ, đợi chờ. Cái con cái gì đây? Cá trôi rồi. Cá trôi. Đã. Hấp dẫn. Được. Ngon. Xuống bạn ơi. Xuống. Cá trắng nha, cá trắng vàng nha. Dính. Trời trời. Đó chứ. Chạy kìa. Đã. Ký gửi 2 kg á. Trời ơi. Tuyệt vời. Rồi. Bành ký. Đã các bạn. Mình nói mình ngồi mình giấy à, ngồi mình giấy ông thần nước, ông thần phù hộ kiếm con cá, quay clip cho anh em xem. Mình mới quăng cục mồi cái đợp luôn, được 5 phút rồi. Ai ngờ nó đớp luôn. Lần này là mình hết mồi luôn các bạn à. Mình còn nó, mình chỉ còn có cục mồi này, đợt mồi này nữa là cuối cùng luôn á, là hết luôn á. Đợt mồi này không có nữa, coi như mỏm á. Ai ngờ đâu. Ôi, hai lưỡi nó dính ở trong vung kỳ luôn. Gỡ, mình gỡ nó ra mà thôi sẽ nói bạn. Con này gần 2 kg các bạn. Rồi đó, nhỏ đâu à. Cái vô trắng ở cái hồ vô này thì nó nhìn nhỏ nhỏ vậy chứ mình nặng ký lắm. Như con bữa mình đầu năm mình câu á. Nó chút xíu à. Nó mà nó nặng ký. Rồi nữa bạn ơi. Bạn ơi, nữa rồi bạn ơi. Con nữa rồi. Con này to hơn nữa nè. Hai con bạn ơi. Con này to quá bạn ơi. Con này khủng hơn con nãy nữa. Trời trời. Con này con kia gỡ chưa xong nữa là con này dính rồi. Bao ly hà cước quá trời. Vô mèo bạn ơi. Vô mèo. Nó quay nhanh lên. Trôi rồi các bạn ơi. Trôi rồi. Vô rồi. Một cặp luôn. Một cỡ luôn các bạn ơi. Con kia rồi còn nằm hơi nằm dính vậy lưỡi ra kìa. Một cặp ơi. Hấp ơi, trời ơi to. Ê. Bảy. Ê. Tụt lưỡi các bạn ơi. Một cặp các bạn ơi. Ôi. Cặp ơi. Hai con này 3 kg á. 4 kg á. Quá trời hấp dẫn các bạn ơi. Đã quá các bạn ơi. Tuyệt vời. Nó to nè. To chứ. Tuyệt vời. Trời trời. Chỉ mới có 4 phút à mà lên được hai con trâu khủng. Trâu trắng khủng. Ủa nó dài nè. Ủa nó dài nè bạn ơi. Trời. Các bạn nghe thấy không? Con mình gỡ con này chưa xong là con kia nó dính lên rồi nè. Đã quá trời đã luôn. Hai con này có được con cái. Quá trời rồi các bạn ơi. Quá tuyệt vời các bạn ơi. Tuyệt vời. Một cặp trời ban. Con này dài chắc cỡ 80 á. Quá trời đã các bạn ơi. Trời ơi. Ok, ba cần hết mồi luôn coi. Mình chuẩn bị hết cục xong mồi này mình đi về luôn, ai ngờ cái nó ăn luôn nè. Quá trời mệt luôn rồi các bạn ơi. Này.
lên hai con cá trôi trôi khủng quá trời, đợi đã đây. Rồi, kết quả hôm nay được hai con trôi khủng này ok rồi. Còn con kia biết nước ăn không nữa, nữa nó ăn nữa thì trời ơi thôi rồi luôn các bạn ơi. Đang ngồi với game nên nó làm liên hoàn cước. À, cái vỏ khay vỏ cũng khá đẹp. Đựng mua vỏ này để mà đựng cá, những con cá to nè cho mọi người xem nè. Cái vỏ này ngang 3.35, còn giờ là 2.5 m đó, tha hồ đựng cá luôn. Hai em à, cướng con này 2.5 kg chắc luôn nè, nặng lắm. Chú trắng hồi cho ui này nặng lắm, bạn nhìn nó nhỏ thôi chứ nặng ký lắm, nặng ký hơn cái hồi nó lên nhiều. Đó, con nó 2.5 kg, con này con 2 kg nè, 2.2 kg hơn nè. Hai con này chênh lệch 5 kg á. U 5 kg khỏe các bạn ơi nè. Hai con trâu trắng này 5 kg khỏe luôn, tuyệt vời không mặt trời. À, quá tuyệt vời luôn rồi các bạn ơi, hai con trâu trắng khủng. À, giờ để nằm đó đi, đi xe còn cái con cần nữa kìa. Ủa sao dây dùng không vậy? À, gió tạt sao dây dùng không vậy? Hay là cá năng nữa rồi? Nếu mà còn cần đó tí nữa cá nó ăn nữa là ngon luôn các bạn. À, vô hàng luôn á. Hai cây này giờ mình không có câu nữa, mình thu nó lên. À, lên hai con cá trôi chú trắng khủng ở hồ vô ui này được quá trời khủng rồi các bạn ơi. Ơi, ngày hôm nay rất là may mắn nha các bạn. Bạn nhìn nè, trời nó bắt đầu nó hết mưa, nó nắng xuống là cá bắt đầu nó ăn luôn. Quá tuyệt vời rồi các bạn ơi, không còn gì để mà diễn tả nổi nữa. Đặc biệt là cá ở cái hồ này á, cá trôi ở cái hồ này rất khoái ăn mùi trùng nha các bạn, và ở hồ Núi Le nữa, hai hồ cá trôi rất khoái ăn mùi trùng, nên các bạn mà không có mồi câu á, các bạn có thể đào trùng kèm theo đó một cám nhữ để dụ cho cá trôi nó vô nó ăn. Khi cái trôi vô nó ăn cái đĩa mồi, nó thấy mùi trùng là nó đớp mùi trùng liền. À, rất là lẹ, nhưng mà các bạn phải chịu khó, tại vì các con nó phá dữ lắm, mùi trùng mà cái nhỏ nó phá ghê lắm đó. Đó là cái chia sẻ gì mình biết. Và đây là tấm lề của mình, nó sắp sửa banh rồi, nó thẳng ra là sắp banh luôn rồi. Tối hôm qua giờ mình quá trời mệt với nó rồi, gió quá trời lớn rồi. Tôi ok nha các bạn. Rồi, ok nha các bạn. Thì hồi nãy mình có quay cái cần cái lên rồi, cá nó ăn nó dính cái góc dưới luôn bạn ơi, đứt luôn rồi. Mình đã thu dọn hết cái đồ câu rồi và đang chuẩn bị đi về. Đó, tại vì giờ không còn mồi gì để câu nữa hết. Thì thành quả ngày hôm nay là được hai con cá trôi trắng khủng ở hồ Gia Ui nha các bạn. Đây, đem hai con cá này về nhà, mẹ mừng lắm các bạn. Hai em nha, một cặp trời ban nha. À, hôm nay ông thần ông độ, ông bà thương độ, tổ độ hai con cá trôi trắng nè. Một cặp này 5 kg, chắc chắn 5 kg luôn, không chênh lệch không dưới 5 kg đâu, đảm bảo với các bạn luôn. Cặp này 5 kg, quá tuyệt vời luôn rồi các bạn ơi. Quá gì là hấp dẫn rồi đó. Thôi, ok nha, video của mình đến đây là kết thúc nha các bạn. À, chúc các bạn có một ngày xem video vui vẻ và tràn đầy niềm vui hạnh phúc bên gia đình. À, có một ngày cuối tuần vui vẻ, xem video hấp dẫn, nhớ like đăng ký ủng hộ cho đam mê câu cá mình nha các bạn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo của mình nha. Bye bye.